cho lên đây này. Con này sao nó lại cao thế nhở? Bây giờ nó quen hầu hết nhở lên. Bây giờ có thể nó sẽ. Vừa tắm xong đấy. Vừa tắm xong. Sao đi? Nếu không có nhựa nữa, tớ trông bác mẹ mẹ ý. Ừ. Máu nhá. Mệt rồi. Nó. Nó chui ở đây ngủ rồi, vỡ lần nước. Di chuyển vào. Nó đang ngứa kìa.